Ủa sao vậy ta? Vừa rồi chính là hai nguyên nhân khiến cho đầu mực của chúng ta bị nghẹt. Thì bây giờ MNM sẽ hướng dẫn cho mọi người gồm có hai cách để chúng ta xử lý cái đầu mực này nha. Thì cách đầu tiên đó là đối với những cái cục mực chúng ta không có lau sạch trước khi mà chúng ta đậy nắp lại á, thì chúng ta hãy dùng một cái mảnh dẻ nhỏ và chúng ta hãy nhúng vào cồn 90 độ và sau đó chúng ta lau nhẹ ở đầu mực, thì lúc đó cái những cái cặn hay là những cái vết mực khô thì nó sẽ bị bay đi. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng lại bình thường. Mọi người sẽ dùng một cái mảnh vải nha. Chúng ta nhúng vào cồn 90 độ và chúng ta sẽ lau cái đầu mực này. Lau nhẹ đầu mực. Thì lúc đó các bạn có thể thấy là mực nó đã, những cái mực mà nó bị đóng ở đây thì nó đã bay ra. Và bây giờ là cái đầu mực chúng ta sẽ không có dính cái gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thử lắp vào máy để xem sau khi chúng ta lau thì nó hoạt động là bình thường được hay chưa. Mọi người có thể thấy là cái mực chúng ta in thì nó đã rõ trở lại. Cái vết mực của chúng ta rất là sắc nét và nó không có bị những cái đường gạch ngang hay là nó bị đứt đoạn. Như các bạn có thể thấy là cái cục mực của chúng ta nó sẽ có hai rãnh phun là phía bên trái và phía bên phải. Thì khi vận hành máy thì nó chỉ sử dụng một cái rãnh phun thôi. Và khi các bạn sử dụng mọi cách mà cái rãnh phun đó nó vẫn không có thể phun mực được, thì các bạn hãy sử dụng cách như sau. Các bạn gắn vào máy và điều chỉnh lại để mà đổi đầu phun, thì lúc đó chúng ta có thể phun được. Chúng ta sẽ khởi động máy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn setting và chúng ta sẽ chọn printer. Đó, các bạn có thể thấy là chỗ này nè, nó cái đầu phun của mình đang sử dụng là đầu phun bên trái. Thì nếu mà ví dụ cái đầu phun bên trái của các bạn bị hư thì các bạn sẽ chọn cái đầu phun bên phải để mà mình đổi đầu phun thì nó sẽ động lại được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu in. Đó. Mọi người có thấy không? Đây chính là hai vết mực mà chúng ta vừa đổ đầu phun xong. Thì mực chúng ta sẽ trở lại bình thường. Mọi người có thể tham khảo cách này nha. Vừa rồi chính là hai cách mà M5S muốn chỉ cho các bạn để các bạn khắc phục đầu mực bị nghẹt ngay tại nhà. Còn nếu các bạn sử dụng những cách trên mà đầu mực của các bạn vẫn không hoạt động bình thường được, thì các bạn hãy đem tới chỗ bảo hành để mà được xử lý ngay lập tức nha.